Sáng ngày 15 tháng 5, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố cùng các đại biểu thiếu nhi, tổng phụ trách đội đã tham gia lễ dân hương dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên tượng đài Bắc Hồ với thiếu nhi tại nhà thiếu nhi thành phố, mở màn cho chuỗi các hoạt động nhiều ý nghĩa mừng sinh nhật đội. Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức đoàn đến thăm và trao tặng quà cho đội viên thiếu nhi, tổng phụ trách đội có hoàn cảnh khó khăn, trong đó trao tặng 25 gốc học tập, 2 triệu đồng một gốc học tập và 50 suất học bổng, 1 triệu đồng một suất cho các em đội viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sổ tiết kiệm 2 triệu đồng một sổ tiết kiệm cho 23 tổng phụ trách đội có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn cũng đến thăm tri ân các đồng chí, nguyên là cán bộ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổng phụ trách đội đã có đóng góp cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp phát triển rèn luyện, chăm lo đội viên thiếu nhi, các tập thể cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục rèn luyện và chăm lo cho thế hệ trẻ. Nhân dịp này nhằm đưa tri thức khoa học kỹ thuật, phổ cập kiến thức khoa học công nghệ, trải nghiệm khoa học sáng tạo để phục vụ thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Thành đoàn Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ đã triển khai ra mắt chuyến xe công nghệ. Chuyến xe công nghệ là một phòng học di động trang bị hệ thống máy tính kết nối internet, hệ thống thiết bị kính thực tế ảo, kèm các bài giảng kiến thức về khoa học, thư viện sách về các lĩnh vực khoa học sáng tạo, hệ thống bài giảng kiến thức về các lĩnh vực dành cho học sinh, thanh niên và người dân tại địa phương. Bên cạnh đó, nhiều nội dung trọng tâm được Thành đoàn Hội đồng đội thành phố triển khai thực hiện thông qua chuỗi các hoạt động trong thời gian vừa qua như khởi công công trình măng non sân chơi thiếu nhi tại thành phố Thủ Đức, triển khai dự án nâng cấp không gian triển lãm tại nhà truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện không gian bác Hồ với thiếu nhi tại nhà thiếu nhi thành phố, xuất bản sách chào mừng 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Lễ kết nạp đội viên lớp đội viên 80 năm thành lập đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, hoạt động trao tặng khăn quang đỏ và quy hiệu cho đội viên, giải chạy bộ trực tuyến 80 mùa hoa, đội ta lớn lên cùng đất nước. Chương trình qua tặng bạn năm 2021 thực hiện chuyên mục giới thiệu các ca khúc trong sinh hoạt đội với chủ đề 80 mùa hoa, đội ta lớn lên cùng đất nước, chuyên mục ký ức khăn quang đỏ trên báo khăn quang đỏ và chương trình trực tuyến ký ức khăn quang đỏ cùng với đợt hoạt động cấp thành, đồng loạt các quận huyện và thành phố thủ đức cũng sôi nổi diễn ra các nội dung hoạt động như chăm lo cho đội viên thiếu nhi phụ trách đội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tuyên dương phụ trách đội, đội viên thiếu nhi tiêu biểu, chương trình trực tuyến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội và giao lưu các gương chỉ huy đội, đội viên trưởng thành tiêu biểu các chuyên mục giới thiệu về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh công trình mang non, mô hình giải pháp hiệu quả trên trang cộng đồng của đơn vị.